thời gian gần đây thì chúng ta những ai luôn theo dõi về cuộc sống của ca sĩ kim ngân đều thấy rằng kim ngân đã có sự thay đổi một cách ngoạn mục từ sau khi có sự giúp đỡ của danh hài thúy nga đúng không mọi người ca sĩ kim ngân thay đổi từ ngoại hình tóc tai quần áo gọn gàng sạch sẽ chỉnh chu đến tinh thần cũng tỉnh táo hơn trước nhớ được nhiều điều trong quá khứ kim ngân đã không còn chửi sản không còn sợ hãi giao tiếp với người lạ và mỗi ngày được Thúy Nga gần gũi, chở đi mua sắm, đi ăn, tâm sự, trò chuyện cùng nhau. Mặc dù có đôi lúc, Kim Ngân nói năng không kiểm soát vì vốn dĩ Kim Ngân đã ngủ quên tiềm thức gần 30 năm. Nên tất cả những thay đổi đó là một dấu hiệu rất đáng mừng cho Kim Ngân. Và chúng ta, những fan và khán giả phải thừa nhận rằng, danh hài Thúy Nga đã làm được một điều mà từ trước đến nay chưa ai làm được cho Kim Ngân, kể cả gia đình của ca sĩ cũng chưa làm được. Bên cạnh những lời khen và động viên Thí Nga hãy tiếp tục đồng hành cùng Kim Ngân thì vẫn có một vài thành phần chỉ trích Thí Nga. Tường Vi tình cờ nghe được những lời chỉ trích của người đó và thực sự Tường Vi rất là không đồng tình với những lời mà người đó nói. Cụ thể thì sau đây Tường Vi xin phép được tường thực lại nhận xét của người đó để mọi người nhận xét là bạn ấy nói những lời ấy thì có thể chấp nhận được hay không nhé. Bạn ấy nói như thế này có rất nhiều mạnh thường quân họ làm từ thiện họ âm thầm họ làm và ước nguyện duy nhất của họ là họ chỉ muốn cái tâm mình được tịnh vì sao vì lúc đó họ đã đủ ăn đủ mặt và họ bắt đầu chia sẻ để cái tâm của họ được tịnh hơn và bây giờ đối với họ thì tiền bạc nó không quan trọng nữa đến lúc họ cho đi và san sẻ với cuộc đời quay trở lại hình ảnh của chị ca sĩ kim ngân quý vị có biết Chị Kim Ngân đang làm mục đích lợi dụng của danh hài một cách gọi là thối quá, quá lố lăng. Quý vị có biết một lần view như vậy thì một tháng danh hài nuôi đủ cái miệng của danh hài, cả gia đình của danh hài luôn. Nhưng tại sao? Nếu làm thì chúng ta làm một tập, hai tập thôi, gì đâu mà kéo dài mấy chục tập. Nên quý vị ơi đừng có nói là Thiên Nga đang giúp. Không, chị ấy đang lợi dụng chị ca sĩ Kim Ngân để làm giàu cho bản thân mình. Người này giải thích rằng, tại sao cái khu vô gia cư này lại không có bà tiên xuất hiện quý vị biết không cuộc sống của những người vô gia cư rất là thoải mái họ vẫn có nhà vệ sinh công cộng để tắm rửa họ thoải mái tự do ăn tự do uống hút chích đó là quyền tự do của họ chúng ta cần phải tôn trọng và không được quyền bắt họ phải làm theo ý mình nước mỹ có sự bình đẳng đến tổng thống muốn mua đồ ăn cũng phải xếp hàng nên chúng ta không có quyền lấn sâu vào đời tư cá nhân của một người nào đó ở đây tôi muốn cho quý vị thấy chị ca sĩ kim ngân đang là mục đích làm giàu của danh hài là chìa khóa của danh hài làm giàu người này còn khuyên khán giả rằng quý vị hãy tỉnh táo lên việc làm đó không phải là phật đâu quý vị ơi vì nếu như là một người bồ tát sẽ không sử dụng hình ảnh của người khác để mà kiếm tiền nếu như có lòng muốn giúp cho ca sĩ kim ngân quý vị thử kêu danh hài làm một cái kênh riêng chỉ quay về cuộc sống của Kim Ngân mà không kiếm tiền thử xem coi danh hài có dám làm hay không. Không đâu quý vị à, kênh đăng là chỉ kiếm tiền mà số tiền đó nó có vào tay chị Kim Ngân hay không quý vị? Vào tay danh hài mà thôi, nếu quý vị ủng hộ càng nhiều thì tội ác của bà danh hài đó càng nhiều. Vì bà sẽ nghĩ rằng mình làm đúng và tiếp tục khai thác hình ảnh của chị Kim Ngân trong khi chị ấy đã ngủ vùi hơn 20 năm rồi quý vị à cuối cùng người này còn kêu gọi tất cả khán giả những ai yêu thương ca sĩ kim ngân hãy đứng lên đòi viện lợi cho chị kim ngân bởi vì hình ảnh của chị kim ngân đã bị danh hại lợi dụng một cách bất chấp để trục lợi cho bản thân vì vậy những ai yêu quý ca sĩ hãy đòi tiền từ youtube để trả cho chị kim ngân chị kim ngân không mang ơn ai hết nhờ hình ảnh của chị kim ngân mà những video đó được khán giả chú ý và coi nhiều hơn vì vậy quý vị hãy đòi quyền lợi cho chị kim ngân Vị Bồ Tát mà quý vị nói đang rất cần tiền, mà phàm thì Bồ Tát thì không có cần tiền quý vị à. Chị Kim Ngân đang bị sử dụng hình ảnh, lại còn mang tiếng được cứu, được giúp. Đó là sai. Nếu như sự giúp đỡ mà đăng lên một kênh youtube không kiếm tiền để kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng, thì tôi công nhận tấm lòng đó. Mà thật ra, cuộc sống của Kim Ngân rất ổn. Khu Bo Sa họ rất yêu thương chị ấy, luôn giúp đỡ chị ấy vậy chị ấy mới có thể tồn tại ở khu đó mấy chục năm nay thế thì tại sao lại gạt đi tình thương của những người dân ở đó để đem chị ấy về chùa qua những lời lẽ của bạn ấy thì bản thân tường vi là không đồng tình và cho rằng bạn ấy quá ghen ăn tức ở đã không giúp được thì hà cớ gì phải soi mối sao không nhìn vào kết quả những gì mà thúy nga đã giúp cho kim ngân mà phán xét ca sĩ kim ngân đã thực sự nhận được sự ấm áp từ thúy nga đã tỉnh táo hơn xưa đã nhớ mọi thứ và đi chơi với thúy nga mỗi ngày được nhận sự ấm áp tình thâm mà bấy lâu nay chị ấy không hề có được đối với ca sĩ kim ngân thì bây giờ như thế là quá đủ quá ấm áp thì việc danh hài thúy nga có đăng video ca sĩ kim ngân lên kênh của mình để kiếm tiền thì chả có gì phải phê phán Chúng ta cũng biết là ca sĩ Kim Ngân không bao giờ thích tiếp xúc, trò chuyện hay là cho người khác quay hình mình Mà với Thí Nga thì như là một cái duyên Tường Vi còn nhớ có lần Thí Nga chia sẻ Thí Nga những năm về trước thì đôi khi cũng gặp Kim Ngân ở ngoài đường Kêu chị ấy để cho tiền, chị ấy đâu có nhận và đâu có nói chuyện, đâu có tiếp xúc với Thí Nga Nhưng mà giờ đây như một cái cơ duyên Kim Ngân đã chịu nói chuyện với Thí Nga, thậm chí còn bước lên xe Thí Nga chở đi và đến bây giờ trong lòng của kim ngân thì thúy nga như là một người má thật sự mọi người cũng biết thúy nga cũng có cuộc sống riêng cũng có mẹ già con nhỏ vậy thử hỏi mọi ngày đi cùng kim ngân giúp kim ngân tìm lại chính mình vậy tiền ở đâu mà chi mua đủ thứ và chạy xe cả ngày rồi nhà cửa con cái của thúy nga ai lo vậy nên việc thúy nga đăng hình ảnh của kim ngân lên để khán giả ủng hộ cho cả hai là chuyện rất bình thường miễn sao cuộc sống của kim ngân được tốt hơn có niềm vui sau thời gian dài ngủ vùi ký ức là một niềm vui to lớn mà không ai làm được cho đến tận bây giờ thúy nga đã làm được điều đó cho kim ngân quá phẫn nộ với những lời lẽ của bạn đó thì khán giả đã có nhận xét chúng ta hãy lắng nghe một vài ý kiến mọi người nhé Thúy Nga giúp người vì tấm lòng. Nếu người bình thường thì Thúy Nga chỉ quay giúp một hai lần mà thôi. Kim Ngân là trường hợp đặc biệt. Cảm thấy người này đang ganh ăn tức ở và xúc phạm người khác quá đáng. Đồng tiền đến rồi lại đi. Chỉ có tình người với nhau là mãi động lại. Bạn ơi, đừng vì thối ích kỷ ganh tị của mình mà làm tổn thương những người có tấm lòng nhân ấy. Quan trọng là cậu có tấm lòng tốt và cái tâm như Thúy Nga hay không vậy? Cậu đừng để mọi người nhìn cậu bằng con mắt khinh bỉ. Thúy Nga làm được cái gì có thể, chứ cậu đừng có nói những điều xấu xa như thế. Vậy cậu hãy làm như Thúy Nga đi. Cậu thay thế Thúy Nga mà giúp cho Kim Ngân đi. Cậu thật xấu xa. Đầu tiên cảm ơn bạn vì bạn nghĩ đến cô Kim Ngân. Bạn nghĩ đến khán giả. Bạn sợ tiền của khán giả không đúng chỗ. Bạn sợ Thúy Nga giữ tiền và mượn hình ảnh của cô Kim Ngân khán giả hiểu và biết mình phải làm gì. Cảm ơn bạn nhé. Nếu như không có Thúy Nga thì mọi người cũng không thể biết tình hình của Kim Ngân và Kim Ngân không cần tiền. Ngay cả chỗ ở, mọi người giúp Kim Ngân cũng chỉ thích lang thang. Và khi đi chung với Thúy Nga, Kim Ngân vui vẻ hơn nhờ Thúy Nga làm Youtube nên có khả năng giúp nhiều hơn cho người khác. Hôm bữa nghe Thúy Nga nói đang giữ tiền của Mạnh Thường Quân giúp cho nên ganh tị hay gì vậy? thí nga có giúp được kim ngân hay không là do còn căng đài kiếp đỏ của chị ấy nữa nhưng ít ra thì thí nga là người có danh tiếng nên mới có đủ điều kiện làm cho chị kim ngân có sự lan tỏa và đặt hết niềm tin vào hãy để cho kim ngân có được những hồi ức tốt đẹp của cuộc đời đừng soi mối nữa thấy thí nga làm được việc mà mình lại không làm được gì như người ta nên ganh tị hả nên nhớ rằng mẹ của chị Kim Ngân đã cho phép Thiên Nga giúp đỡ chị ấy đó nghe. Muốn gì thì tìm gặp mẹ của chị ấy mà nói chuyện. Đó là một vài phê phán mà khán giả gửi đến cho bạn ấy khi chỉ trích Thiên Nga. Còn riêng bạn, bạn nghĩ như thế nào về vấn đề này? Nếu có nhận xét, xin hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận của video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.